Xin chào thân thể các bác và anh em đam mê âm thanh. Rất nhiều các bác và anh em dân chơi âm thanh thì cần những cái mạch phân tần về để lên những cái thùng loa mới, hoặc là về để thay thế vào các cái mạch phân tần của các cái thùng loa cũ đã không còn nghe còn hay hoặc là bị hỏng. Thì xin giới thiệu đến các bác và anh em một bản mạch phân tần của Genet, dòng phân tần 3 đường tiếng, có cái giá rất là ưu đãi cho các bác và anh em, nhưng chất lượng thì các bác và anh em khỏi phải lăn tăn về điều gì cả. Dòng mạch phân tần này là dòng mạch phân tần 3 đường tiếng. Logo của nhà sản xuất in ở phía sau đây. Còn mặt trước của bản mạch phân tần đây các bác và anh em. Dòng này có thể chơi một bát, một chung, một chép. Cổng bát thì nó ở phía này các bác và anh em. Cổng bát đây. Cổng chung thì nó nằm ở phía này. Còn cái mũi tên chỉ sang hướng này chính là đường in, đường vào. Còn mũi tên chỉ sang hướng này chính là cổng chép. Âm dương được đánh dấu rất là rõ ràng. Bản mạch này thì đã có sẵn dây chờ cho các bác và anh em. Các bác về chỉ việc cắt ra và đấu nối vào cái thùng loa của các bác và anh em thôi. Bản mạch này thì có hai con quận cảm khá là bự bằng đồng đỏ đây. Có một con trở sứ 30W, hai con tụ, một con tụ đen 6.8 và một con tụ vàng. Còn đây là con tụ để chống cháy chép đây. Đây có hai con tụ nữa. Bản mạch thì nhìn khá là nhỏ gọn. Các bác và anh em có thể lắp vào các cái thùng loa nhỏ nhỏ ống thuốc cũng rất là tiện. Bản mạch này có mức giá rất là tốt cho các bác và anh em. Em xin báo giá luôn đến các bác và anh em. Một bản mạch 3 đường tiếng của Genet này có mức giá là 320.000, bao ship toàn quốc cho các bác và anh em. Giá rất là ưu đãi cho các bác và anh em. Còn chất lượng của dòng bản mạch này thì các bác anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Đây, em có sẵn một cái bản mạch phân tần 3 đường tiếng. Em đã nấu vào một combo 3 đường tiếng gồm một bát 25, một chung 16 và một chép titan đây. Mời các bác và anh em cùng thưởng thức chất âm của cái bản mạch này nhé. Với cái dòng mạch phân tần Genet 3 đường tiếng này, các bác và anh em có thể chơi cho loa bass 20, 25 hoặc 30 cũng rất là ok. Đấy, các bác có thể chơi với rất nhiều các cái combo, chẳng hạn như là loa một bass 20, một chung một chép, hoặc bass 25 hoặc bass 30, một chung một chép cũng rất là thoải mái các bác và anh em. Đấy. Các bác và anh em nào cần những cái bản mạch này thì vui lòng liên hệ với em qua cái số điện thoại em để trên màn hình và em sẽ ship code về tận nhà cho các bác và anh em. Cảm ơn các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau.